Thưa quý vị, đến thời điểm này, các cơ quan hữu quan đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Thanh tra Bộ Xây dựng có dấu hiệu nhận hối lộ tại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên, thì đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đã đến làm việc ở một số xã, đồng thời sử dụng hai phòng làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường để phục vụ công tác thanh tra. Lãnh đạo một số xã cho biết việc đến thanh tra kiểm tra hồ sơ các dự án ở các xã này đã diễn ra khá nhanh chóng. Điều này có thể dẫn đến việc thanh tra không đầy đủ toàn diện và không khách quan theo tình tiết các dự án được thanh tra. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng chính là một trong năm khu dự án mà đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đã về thanh tra ở xã Lý Nhân. Đây là dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất của đầm Thùng Lý Nhân với diện tích khoảng 2,74 ha. Và diện tích đất chủ yếu thực hiện dự án là lấy từ đất nông nghiệp ao Thùng Vũng của các hộ làm nông nghiệp ở địa phương. Và đây cũng là dự án có giá trị đầu tư lớn nhất với khoảng hơn 30 tỷ đồng của công ty Việt Hưng về đầu tư tại đây. Và tới nay thì các hạng mục như san lấp mặt bằng cơ bản đang được triển khai. Và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân cho biết đây là dự án có giá trị đầu tư lớn nhất trong năm dự án mà đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đã về thanh tra trong ngày 21 tháng 5 vừa qua. Ngoài việc dự án san lấp mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên, thì tại xã Lý Nhân còn 4 hạng mục dự án khác được đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn cũng có trong danh sách thanh tra. Hầu hết các hạng mục này đều liên quan tới các công trình trọng điểm trong xây dựng nông thôn mới của xã Lý Nhân như nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, trạm biến áp thôn, sân vận động trung tâm xã. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân thì thời gian làm việc giữa đại diện Ủy ban Nhân dân xã và đoàn thanh tra về 5 dự án trên diễn ra chưa đầy một buổi. Theo yêu cầu của đoàn thì đoàn gồm có 5 người. Hôm gần đây thì cũng xã là kế toán ngân sách và ủy ban xã cũng phải cung cấp các cái tài liệu của 5 cái hạng mục công trình này cho đoàn thanh tra. Và đoàn thanh tra thì cũng làm việc với kế toán ngân sách xã và đồng chí Trần Đồng Mạnh, chủ tịch ủy ban xã. Thì cái buổi làm việc thì cũng phối hợp hai bên rất là bình thường, không vấn đề gì. Kết quả thanh tra hiện nay cũng chưa công bố kết luận. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân, thì riêng dự án san lấp mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất, hầu hết là thu hồi đất nông nghiệp và ao thùng của bà con làm nông nghiệp. Tới thời điểm này, vẫn còn hơn 10% số hộ chưa đồng ý giao đất và nhận bồi thường, nhưng dự án vẫn được triển khai. Đây cũng là lý do để đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đưa dự án này vào danh sách thanh tra tại xã này. Bàn giao mặt bằng thì các hộ mà đồng ý bàn giao mặt bằng thì đã nhận tiền thu hồi. Và hiện nay tôi cũng tiến hành đang làm công trình. Còn một số hộ thì chúng tôi không đồng ý cho thu hồi thì chúng tôi chờ lại. Cũng không thu hồi đâu. Tỷ lệ có khoảng 10%, ít. Một số hộ người ta cũng không đồng ý thu hồi. Liên quan tới vụ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại huyện Vĩnh Tường, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã có công văn gửi Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ vòi tiền của Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc.